Rất là nhiều anh em sợ ghét đưa đi nha mọi người. Cháu của giám đốc sợ ghét. Tất cả những anh em trong công ty xí nghiệp đều đưa đi hết nha. Khu mấy vậy Mộc ạ? Khu quýt mà nhưng mà giờ là xe mọi người ơi, quá trời chặn lại luôn rồi. Xin chào mọi người, giờ quá trời kẹt xe rồi. Cháu của giám đốc sở gác của Bình Dương đây. Thì bây giờ được đi ăn sáng không rồi ha? Tại khu B1 không? Cái này chôn mà. Chôn, cái này chôn. Cả nãy anh biết chôn thiêu luôn hả? Chôn mà. Được thông báo là đưa đi hết luôn không? Mình sẽ ghét là đưa đi hết luôn không? Hôm qua gió bay cái bảng luôn rồi. Gió lớn nha. Đùa mẹ em anh Hùng. Ở nhà phía ngoài như là có cái đám tang đó, gọi thân cập nhật cái đám tang cho người xem hết. Đám công an thiêu người.
gì đâu la anh Quy, có gì đâu mà la, còn thiếu mà. Hành trang này của bên công an mọi người đi quả táng. Thiêu cũng rất là nhiều mà chôn rất là nhiều, mà đặc biệt hôm nay khách quý một câu năm cũng rất là nhiều. Nay thứ hai bữa nay ngày nay chuẩn bị lễ mà. Trời ơi, phía trong kìa, xe ra xe vô tấp nập nhộn nhịp luôn. Thông tin em biết em nắm là hôm nay chính cái đám quả táng em rồi. Trời ơi quá trời luôn mọi người ơi. Còn quan cảnh đám tang tại hoàng quả táng người thấy không, quá chia xe luôn, tấp nập luôn. Hiện tại bây giờ thì nghe nói là chín cái là đó, ở trong đây thì cũng đang chuẩn bị hạ xuống. Trong đây là người ta chuẩn bị hạ rồi đó, đây rất là nhiều. Trên đây là rồi bắt đầu ta chào, ta đợi cho các em đi ảnh về. Trong ra thì cũng quả đáng xong rồi. Cũng xin kết thúc cái video tại đây mọi người ha. Mình xem trong xin một cái like chia sẻ nha. Phía ngoài thì có cái đám tang đi chôn mọi người.